Xin chào các em học sinh, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 26, trang 64, sách giáo khoa, toán 7 tập 1. Đề bài đó là cho hàm số y bằng 5x 1, lập bảng các giá trị tương ứng của y khi x bằng âm 5, âm 4, âm 3, âm 2, 0 và 1 phần 5. Thì ở đây, với các giá trị x thì chúng ta chỉ việc thay vào hàm số thì chúng ta sẽ tìm được y tương ứng. Từ đây chúng ta sẽ đi vào lời giải chi tiết như sau. Ta có hàm số chính là y bằng 5x trừ 1. Từ đây thì với x bằng trừ 5 thì chúng ta sẽ suy ra được y bằng 5 nhân với trừ 5 rồi trừ đi 1. 5 nhân trừ 5 là bằng trừ 25, trừ 25 trừ 1 bằng trừ 26. Tiếp theo là x bằng âm 4. x bằng âm 4 thì suy ra y bằng 5 nhân với âm 4 Trừ đi 1 5 x âm 4 bằng âm 20 Âm 20 trừ 1 bằng âm 21 Tiếp theo là X bằng trừ 2 Suy ra Y bằng 5X trừ 1 Bằng 5 x với trừ 2 Trừ 1 Trừ 2 x 5 bằng trừ 10 Trừ 10 trừ 1 bằng trừ 11 Tiếp theo là X bằng 0 Thì suy ra Y bằng 5X trừ 1 Chính là bằng 5 x 0 trừ 1. 5 x 0 bằng 0, 0 1 bằng trừ 1. X bằng 1 phần 5. Thì suy ra, Y bằng 5X trừ 1 chính là bằng 5 nhân với 1 phần 5, rồi trừ đi 1. 5 x 1 phần 5 bằng 1, 1 1 bằng 0. Như vậy ta đã tính xong. Nhưng mà đề bài yêu cầu chúng ta lập bảng, như vậy chúng ta sẽ kế bảng cho cô. Ta có bảng sau. Chúng ta có cột x y Với x bằng x bằng -5 thì ta có y bằng -26. x bằng -4 y bằng -21. x bằng trừ 2 y bằng trừ 11 x bằng 0 y bằng trừ 1 x bằng 1 phần 5 y bằng 0 Như vậy, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài số 26 trang 64 sách giáo khoa toán 7 tập 1 Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo